Không khí rất trầm mặc đến từ Sang Junior và cả Cyber Game, nơi được xem là thánh địa của 7TV và X-Men. Nhưng ngày hôm nay, Sang Junior đã gặp phải một thử thách quá khó trong ngày ra quân của mình. Samuel Eto chính là điểm nhấn duy nhất với bàn thắng này đến từ Sang Junior. Và cuộc chơi sau đó đã được Văn Thể kiểm soát với một bàn thắng gỡ hòa của Hangnam Grasspo, và sau đó là một sự lì lợm đến từ hàng phòng ngự quá kín kẽ và kỷ luật của anh. Văn Thể như vào vai Simeone để đem ra một lối chơi phòng ngự có thể kiềm tỏa được bất cứ con quái vật tấn công nào. Và ngày hôm nay, Văn Thể đã hạ gục Sang Junior, một trong những vận động viên tấn công tốt nhất của giải đấu trên chấm 11m. Một tỷ số mang nhiều bất ngờ. Và chắc chắn là 98% số người đang đặt cửa dành cho X-Men cũng đang bất ngờ và thấy lo lắng. Nhưng không sao cả, vẫn còn đó là một Quý Duy. Quý Duy là một vận động viên trẻ mà đã từng nổi ở rất nhiều mùa gần đây.